rủi ro thanh khoản của thị trường tài chính toàn cầu. Thông tin này được công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam cho biết trong báo cáo vĩ mô quý 3 năm 2022 vừa công bố. VCBS cho rằng các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục quá trình nâng lãi suất để ứng phó lạm phát. Thậm chí, các ngân hàng trung ương chưa tăng hoặc chưa tăng nhiều sẽ có xu hướng phản ứng quyết liệt hơn. Trong bối cảnh đó, Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. VCBS đánh giá, trong giai đoạn này, ưu tiên hàng đầu của nhà điều hành là kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô khi các yếu tố bất định gia tăng. Việc lãi suất trên toàn cầu tăng nhanh trong một thời gian ngắn đặt ra những thách thức không nhỏ, đặc biệt liên quan tới vấn đề thanh khoản khi các tổ chức tài chính liên tục trải qua quá trình cơ cấu danh mục, đánh giá lại rủi ro một cách gấp gáp, báo cáo viết. Do đó, theo VCBS, bên cạnh rủi ro về tăng trưởng thấp đi kèm lạm phát cao, rủi ro về thanh khoản đối với hệ thống tài chính toàn cầu cũng đang tăng lên rõ rệt. VCBS đánh giá nền kinh tế Việt Nam nhìn chung vẫn đang trong giai đoạn hồi phục. Tuy nhiên, các điều kiện sản xuất vẫn tiềm ẩn các yếu tố không thuận lợi. Dù vậy, việc khu vực dịch vụ hồi phục mạnh mẽ đóng vai trò tích cực vào tăng trưởng kinh tế. VCBS dự báo GDP Việt Nam quý 4 năm 2022 ước đạt 5,5-6% và cả năm 2022 đạt 7,87-8,02%. Giai đoạn này, VCBS dành sự chú ý nhiều hơn đến các chỉ bảo ổn định kinh tế vĩ mô trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến không thuận lợi. Theo đó, VCBS dự báo lạm phát cả năm 2022 của Việt Nam có thể sẽ đạt mục tiêu dưới 4%, cụ thể là khoảng 3,85%. Tuy nhiên, về dài hạn, lạm phát kỳ vọng vẫn đang ở mức cao. Về tỷ giá, do Fed vẫn đang trong xu hướng tăng lãi suất để ứng phó với lạm phát, đồng đô la Mỹ được dự báo sẽ lên giá và tiếp tục duy trì sức mạnh tương đối so với các ngoại tệ khác. Điều này khiến tỷ giá VND trên USD tiếp tục chịu nhiều áp lực. Ngày 30 tháng 9 năm 2022, Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh giá bán ngoại tệ từ 23.700 VND trên USD lên 23.925 VND trên USD. Tỷ giá giao dịch tại các ngân hàng thương mại từ đầu năm 2022 tới ngày 3 tháng 10 tăng 1.122 Việt Nam đồng, đạt 24.030 đến 24.040 VND trên USD. Tương ứng Việt Nam đồng đã giảm giá khoảng 4,88% so với đồng đô la Mỹ. Dù vậy, đây vẫn là mức giảm giá tương đối thấp so với nhiều đồng tiền khác so với đô la Mỹ. Trong bối cảnh các chỉ báo vĩ mô vẫn chưa có tín hiệu hạ nhiệt, VCBS không loại trừ khả năng Việt Nam đồng có thể giảm giá trên 5% so với đô la Mỹ.